ông theo Tuấn ở chỗ nào vậy? Ở đằng kia. Ở đằng kia hả? Dạ, cảm ơn anh. Anh Thành. Sao? Anh Thành. Anh mới vừa về tới nhà dì ba nè. Em đang ở đâu vậy? Dạ em. Em đang ở đâu? Em đang đi kiếm thằng Hải. Chạy rồi. Em về đi. Anh mới mướn được vài người. Ngày mai họ sẽ đi kiếm phụ mình. Em đang ở đâu vậy? Anh tới đón em. Dạ không cần đâu, em đi bộ về được rồi. Anh Thành. Anh Thành. Alo. Thằng Thành đang ở chỗ tụi tao, chuẩn bị 20 tỷ tiền chuộc. Mấy người bắt cóc ảnh hả? Thời gian địa điểm giao tiền tụi tao sẽ nhắn tin sau. Còn báo công an thì chờ nhận xác của nó. Alo. Alo. Cái gì? Chị hai. Coi có chuyện gì vậy? Cái gì mà la lối âm sầm vậy? Bộ thân lắm hả? Nếu không vì thằng Minh, tôi xử của lâu rồi nha. Chuyện gì? Má, anh Thành ảnh bị người ta bắt cóc. Người ta mới gọi điện cho con đòi tiền chuộc 20 tỷ. Cái gì? Má. Má. Trời đất ơi. Alo. Thành về chưa em? Sao anh gọi nó không được? Anh Thành ảnh bị bắt cóc rồi anh. Hả? Trời đất ơi. Bình tĩnh má. Mẹ, có khi nào họ giết ba không mẹ? Trời ơi, đừng có nói gỡ nữa. Má, hay là mình báo công an đi. Nè, nhưng mà... Không có được đâu chị. Tụi giang hồ nó nói là nó làm thiệt đó. Mình mà báo công an á, là không chừng tụi nó giết thằng Thành thiệt đó. Đó, thấy không? Của đi thay người, đưa tiền cho tụi nó là được rồi. Thằng Hùng nói đúng đó. Chủ yếu là thằng Thành nó an toàn. Còn Bích, dạ? Đi ra ngân hàng rút tiền liền đi. Bao nhiêu cũng được hết. Đi đi con. Dạ, để con đi liền. Hay là để để anh đi với em nha. Đúng rồi. Nè, mọi người nhớ là ở trong nhà. Minh, dạ? Hôm nay con nghỉ học đi. Con nhớ là không được nói với ai. Mà lỡ tới tay công an là nguy hiểm lắm đó, biết chưa? Dạ. Đừng có nói nghe. Dạ. Không có nói. Tụi nó gọi là má. Nghe đi. Alo. Sao rồi? Gom đủ tiền chưa? Tôi chuẩn bị ra ngân hàng rút. Anh Thành sao rồi? Nó vẫn khỏe. Chỉ cần giao đủ tiền nó sẽ an toàn. Tối nay cô cầm tiền đi giao. Giờ và địa điểm tôi sẽ báo sau. Alo. 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 Nó nói gì? Tụi nó nói, nó là tối nay con giao tiền cho nó. Anh. Hả? Hay là em nhờ người khác đi thay em nha. Chồng cô đang gặp nguy hiểm mà cô đòi nhờ người khác, sợ chết đúng không? Bây giờ mới lộ mặt ra. Chị cô vậy ơi. Vậy cô đi, cô đi thay nó đi con. Mày nói cái gì vậy? Con còn chưa có chồng mà má. Chị Thảo, Bích á, chân yếu tay mềm, lỡ có chuyện gì thì sao? Đúng rồi. Tụi nó nhắm tới em là cũng vì an toàn của tụi nó. Hay là như vậy, anh sẽ theo sau bảo vệ cho em. Thành ơi. Thành. Ai à? Có nhà không Thành? Cái bà ba xa đó. Giờ này cô tới làm gì không biết nữa. Bảy. Dạ. Đuổi bà về đi. Nhớ không được nói gì nghe không? Dạ. Lẹ lên. Cầu trời phù hộ cho thằng Thành tai qua nạn khỏi. Cô Bảy. Dạ. Có gì không gì ba? Có còn quà ở đây không cô? Cô không có ở đây. Trời, nhỏ này không biết đi đâu nữa. Chuyện gì vậy Bảy? Chuyện gì? Chuyện gì? Dạ, dì ba kiếm cô qua
Cô mất tích từ tối hôm qua tới giờ. Trời ơi, vậy? Ồ, dì ba lo lắng lắm. Trời đất ơi, cái gì mà hết thằng Thành rồi tới nó. Thôi thôi thôi, bây giờ chuyện hôm qua dẹp qua một bên đi. Lo cho thằng Thành là chủ yếu đây nè. Con nhỏ này, đi rút tiền liền đi. Dạ. Đi liền đi. Ờ, đi đi em. Ờ, đi đi. Con đi nha má. Dạ, con đi nha bác. Ừ, ừ. Đi. Nè, con không có được đi đâu hết trơn. Dạ. Nha. Rủi mà nó bắt cóc con luôn á là chết nội đó. Đi vô trong phòng, khóa cửa lại nhanh lên. Ừ, đi đi con. Ủa mà đâu có cửa rồi mà khóa. Nói chung là đi vô trong phòng đi. Đi cậu. Ờ, bắt nó ở trong phòng nha. Má. Hả? Má có để ý thái độ của thằng Hùng với con Bích không? Con thấy hình như tụi nó có cái gì với nhau á. Thôi, lo cho thằng Thành không lo. Để ý ba có chuyện tào lao không à. Thì con cảm giác làm sao thì con nói vậy thôi. Đợi thằng Thành bình an trở về, con sẽ nói cho thằng Thành biết mới được. Xin chào. Lâu quá rồi không gặp mày. Anh Phú, anh bắt tụi tôi đi làm cái gì hả? Tống tiền chứ để làm cái gì. Nè, tối nay con Bích sẽ đem 20 tỷ tới đây. Xong xuôi tao sẽ đốt đuổi cái ghe này cho ba đứa bay qua thế giới bên kia. Anh cần tiền thì Bích đã đưa cho anh rồi, còn giết tụi tôi làm gì? Tụi bay đã quên chuyện xưa, tụi bay đã làm Tuyết và đứa con của tao chết hay sao hả? Tao đã thề sẽ báo thù cho gia đình của tụi bay tan nát. Vì tao đi tù cho nên mới để cho tụi bay có thời gian vui vẻ mười mấy năm nay. Anh giết tôi cũng được, nhưng mà qua không có liên quan gì tới nhà tôi nữa. Anh thả cổ ra đi. Đáng lẽ tao chỉ xử mày với con Bích thôi. Tao đã dùng con qua để mà dụ mày, nên tao không thể tha cho nó được. Anh giết người thì anh phải đền mạng đó. Tuấn Kệ năm xưa nó trốn cũng có thoát được không? Anh đừng có mắc sai lầm nữa anh Phú. Cho dù có đền mạng tao cũng đâu có sợ đâu. Tao đâu còn gì để mất hả? Huống hồ gì tao đã chuẩn bị kỹ hết rồi. Chiếc ghe này cháy, tụi bay mất xác giữa sông, chứng cớ gì cũng bị nước cuốn trôi đi hết. Công an sao mà lần ra được chứ hả? À, sướng nhất là mày đó Thành hả? Mày có hai con vợ hai bên. Nè, xuống âm phủ á, đừng có đấu đá như trên này nữa nghe. Thả tao ra. Đi. Anh thật xin lỗi đã làm liên lụy em. Anh đừng nói mấy chuyện này nữa, mình tìm cách thoát đi. Tụi nó trói chặt quá. Nhưng mà nhiều khi phải cảm ơn anh Phú thiệt đó. Anh nói cái gì bậy bạ vậy? Tới tận bây giờ anh cũng vì thằng Minh mà không thể ly dị với Bích. Còn em thì không chịu quay lại với anh. 17 năm qua anh thực sự quá mệt mỏi rồi. Chết có khi là sự giải thoát cho anh. Anh đừng có suy nghĩ chán nản đó. Anh phải sống để còn lo cho các con nữa chứ. Nếu như mình thoát được, em có đồng ý quay lại với anh không? Mình sẽ cùng nhau lo cho các con. Mình vốn không thể quay trở lại được nữa. Vậy em có còn yêu anh không? Anh ước gì thời gian có thể quay trở lại, để anh không phạm sai lầm, anh không cưới Bích, rồi tụi mình sẽ không bao giờ buông tay nhau, để có thể sống với nhau tới bạc đầu. Qua, quay lại. Ừ.
đứng lên. Anh đỡ cho em lên. Không được, không được đâu. Anh Thành. Hả? Thằng Hùng nó đi với con Bích đó, mình xử nó luôn không anh? Tuy nó cũng là đồng phạm giống như tụi mình, nhưng nó cũng mưu mô khó lường lắm. Biết đâu sau này nó trở mặt thì sao? Em biết rồi. Anh Phú, thì ra anh là người chủ mưu bắt cóc anh Thành. Xuống xe, xuống xe mày. Mấy người làm gì vậy? Buông tôi ra. Nhả lên. Buông tôi ra, tôi đã đem tiền tới rồi mà. Tao không chỉ muốn tiền đâu, mà còn muốn mạng của mày nữa. Anh Hùng, cứu em anh Hùng. Bích, mày làm khá lắm. Bích, tao sẽ đốt ghe, giết hết tụi nó. Còn số tiền này á, mình sẽ cưa đôi, hả? Thì ra anh là đồng bọn của tụi nó. Không có nó làm tay trong thì tụi mày đã báo công an từ lâu rồi. Nè, mày nghĩ sao vậy? Nghĩ sao nó mê mày, hả? Khốn nạn. Nè, anh giỡn trò gì vậy? Sao anh khai tôi? Thì để mày giúp tao giết chết nó. Người mà tao muốn giết nhất chính là nó. Mày không còn lựa chọn nào nữa đâu. Bích, Bích à. Buông ra. Mày, rồi đưa xuống ghe đi. Buông ra. Lại lên đi. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Cứu em. Cứu em. Tao không cần phải chia cho ai hết. Sao Hoa cũng ở đây? Hoa bị bắt chung với tôi. Thả tôi ra. Anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đưa hết. Tiền hả? Tao đã có rồi. Bây giờ tao chỉ cần mạng của mày thôi. Chuyện lúc xưa là do anh ngoại tình gây ra.
đâu có liên quan gì tới tôi. Chính mày đã làm Tuyết và đứa con của tao chết, vậy mà mày nói là không liên quan hả? Ông trời đúng là bất công thiệt. Đáng lý ra mười mấy năm trước tao đã trả được thù rồi, không ngờ thằng nhỏ bệnh hoạn sống được tới ngày hôm nay. Nhưng mà kể ra cũng không đến nỗi nào, vì bây giờ chính mày đã hủy hoại đứa con của mày. Mày nói điên nói khùng gì vậy? Sẵn đây tụi bay cũng sắp chết, tao cũng không ngại nói thiệt cho tụi bay biết. Mười mấy năm trước, lúc mày và con Hoa vô bệnh viện cùng sinh con, tao tình cờ nghe được con của con Hoa rất là yếu, khó mà sống được. Tao chợt nảy ra ý nghĩ, nếu nó là con của mày thì sao? Khi nó chết, mày sẽ phải gánh nỗi đau mà tao với Tuyết phải chịu. Mày lại không sinh được con, bà già kia thế nào cũng phải đuổi mày đi, kiếm đứa cháu đến tôn khác. Mày sẽ sống không bằng chết. Vì vậy, tao đã tráo hai đứa bé với nhau. Anh nói cái gì? Anh nói tráo hai đứa bé là sao? Là tao đã tráo thằng Minh với thằng Hải đó. Thằng Minh chính là con của mày, còn thằng Hải là con của con Bích. Nhưng tao không ngờ thằng Minh nó sống được. Tao còn điều tra được con Bích nó đã âm thầm kêu thằng Bảo cho thằng Hải hút ma túy nữa. Trời ơi. Nhằm hại con của mày. Đúng là ác giả ác báo mà. Mày lại hại chính con ruột của mày đó. Bích, tại sao con lại dụ thằng Hải hút ma túy hả? Mày nói láo. Thằng Hải không phải là con của tao. Mày tráo như vậy, không lẽ bệnh viện người ta không biết? Anh Tố cũng nói với tôi, lúc đầu con tôi rất yếu, có thể chết. Nhưng rồi kỳ tích đã xảy ra với nó. Bác sĩ trực tiếp điều trị cho hai đứa nhỏ lúc đó là bác sĩ Huân. Có thể do bác sĩ đi tập huấn, bệnh án được chuyển cho người khác, cho nên họ không phát hiện. Đúng rồi. Lúc đó con của cô sinh ra hoàn toàn bình thường, nhưng sau đó lại đổ bệnh nặng. Cô có nhớ không? Không thể nào. Không thể nào. Tụi bay sắp chết rồi, tao nói láo làm cái gì? Tao cũng đã cho tiền thằng Bảo, ngày mai nó sẽ nói sự thật cho thằng Hải nghe, để cả đời này nó quyền rủa mày. Đổ xăng đi. Dạ, dạ đại ca. Tụi mày định làm chúng ở đâu? Thằng Phú ở đâu? Đốt ghe. Hả? Giết. Đốt ghe? Chiếc ghe đâu? Chiếc ghe đâu? Chiếc ghe đâu hả? Ngã ba sông Lưu. Hùng, Hùng, Hùng. Ngã ba sông Lưu. Thả tao ra. Tao sẽ cho tụi mày thưởng thức từ từ. Thả tao ra. Trời ơi, mày làm cái gì vậy? Thả tụi tao ra. Tao không làm cái gì vậy? Thằng chó. Thả tụi tao ra. Chú tôi vậy. Tụi mày giết người hả? Thả tao ra. Thả tụi tao ra. Cứu tôi với. Nè, mày điên rồi hả? Đừng. Thả tụi tao ra. Đừng mà. Bắt đầu từ từ. Cứu tôi với. Thả tụi tao ra. Nhanh lên, nhanh lên. Qua! 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 Mọi người không thể chết được! Mọi người không thể chết được! Ông trời ơi! Ông trời ơi! Tiền quá trời tiền luôn đại ca ơi! Tiền giả đại ca ơi! Tiền giả! Quay lại! Quay lại! Quay lại! Quay lại! Tiền giả! Quay lại! Dạ! Quay lại! Con không biết bơi! Nhìn lên! Ông trời ơi! Mưa rồi! Mưa rồi!
May quá, mưa rồi. Quang, Quang ơi, nhìn lên đây, nhìn lên. Nhanh lên, lên đi anh, nhanh lên. Nhanh lên, nhảy đi, nhảy đi. Qua. Anh Thành. Tỉnh lại đi anh. Anh Thành, anh đừng có ngủ nữa mà. Anh Thành ơi, anh hãy tỉnh lại đi. Anh từng muốn cùng em chăm sóc các con. Anh Thành, anh tỉnh lại đi. Mình sẽ bắt đầu lại từ đầu nha anh. Anh, sao lâu tới giờ? Em đợi nãy giờ. Nè, cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn tao làm chi? Mày đi cảm ơn bà dì ghẻ của mày kìa. Bộ anh biết gì biết hả? Biết rành là thằng khác. Chính bả là người cho tiền tao để dụ mày chơi mấy cái đó đó. Anh nói xạo. Tại sao gì phải làm vậy? Không tin hả? Được rồi. Nè, mày nghe đi. Em nghe nè. Chuyện tôi kêu anh làm tới đâu rồi? Vẫn đem thuốc đều đặn cho tụi nó, chuẩn bị cho liều cao hơn. Mà sao chị lại muốn cho thằng Hải chơi ma túy vậy? Chị tính quỷ hoại nó hả? Chị cũng thâm thiệt. Ai biểu ông trời quá tốt với mẹ con nó. Tôi không bao giờ để cho con nó vượt mặt con tôi. Nè, nhớ giữ bí mật đó. Chị yên tâm, con nghiện như em á, chỉ cần có tiền việc gì cũng làm. Tốt. Sao? Nghe hết rồi chứ gì? Bây giờ tao với mày đồng hội cùng thuyền rồi. Tao nói cho mày biết, để mai mốt á, tránh xa bộ mặt của bà dì ghẻ của mày ra. Anh đi đi. Cái thằng này, anh cũng như bà. Hại tôi. Anh đi đi. Trời ơi, cái thằng này mày bị khùng hả? Bây giờ mày có lấy không? Không lấy tao đem về à. Mai mốt đừng có kiếm tao nghe chưa. Anh đi đi. Ngoan cố hả mày? Hải, Hải ơi, con.
Thì không phải bà muốn giúp tôi, mà là bà muốn hại tôi. Mày phản tao? Mày lấy tiền của thành phố hả? Tôi xin lỗi chị, bên kia trả tiền tôi nhiều quá vậy tôi biết sao giờ. Đồ khốn nạn! Mẹ xin lỗi con, mẹ không biết con là con của mẹ, mẹ tưởng con là con của Hoa. Mẹ nói đi, nó còn gì vậy? Ai là con của Hoa? Mẹ đi đây. Hải, đi mau đây. Mẹ xin lỗi mẹ. Thật sự con là con của mẹ. Năm xưa ở bệnh viện, thằng Phú nó muốn hại mẹ nên nó mới tráo con với thằng Minh. Mẹ xin lỗi con. Rồi em đi. Rồi đâu ba. Đi đây. Con ơi, con phải đi cai nghiện. Con đi đây. Đi. Tôi không đi đâu hết á. Hải. Đi đây. Hải ơi. Đi mẹ đi con. Đi đây. Hải. Hải. Mở cửa cho mẹ đi. Hải. Mở cửa cho mẹ. Hải. Mẹ xin lỗi con. Hải. Đúng là ác giả ác báo mà. Mày lại hại chính con ruột của mày đó. Tại sao ông trời lại đối xử với con như vậy? Alo, tụi tao sẽ qua ba người. Dự tính ngày mai sẽ tới. Ừ, nhờ mày giúp đỡ mọi thứ nha. Ừ. Ok, cảm ơn mày. Công an! Tôi đoán không sai mà. Mày thả cho tao đi. Tao với mày không thù không oán gì hết. Mày giết chú Hai. Bây giờ mày phải đền tội cho những tội lỗi của mày đã gây ra. Mày muốn cái gì? Mày theo tao lên công an đi. Rất tiếc, ý muốn của mày không trùng với ý muốn của tao. Sao? Vô đi. Mày nhào vô. Mày ngon hả? Mày giỏi lắm. Mày tha cho tao đi. Tao chịu hết nổi rồi. Tha cho tao đi. Đứng lại Phú.
Qua. Anh. Người nhà anh Thành đâu hết rồi? Bác Hội mệt nên chị Thảo đưa bác về rồi anh. Chị Thảo nói sẽ đi trình báo công an vụ ông Phú đó. Hắn ta chết rồi. Sao lại như vậy? Anh phát hiện chỗ bọn chúng trốn, anh báo công an. Phú sợ quá bỏ chạy rồi bị xe đụng. Anh nghĩ đây cũng là báo ứng cho hắn ta. Chị Qua. Dân. Bích sao rồi em? Công an đã có đủ chứng cứ, dấu vân tay ở trên con dao, chứng minh được chị hai em chính là người giết anh Hùng. Em có nói chuyện với chị hai, chị hai suy sụp dữ lắm. Đặc biệt là chuyện của thằng Hải. Chị hai đã nói em biết sự thật rồi. Chị Qua, chị có định nói cho thằng Minh biết không? Bây giờ tính sao chị Qua? Chị muốn để một thời gian thích hợp. Điều quan trọng nhất bây giờ là mình phải tìm được thằng Hải để đưa nó đi cai nghiện. Chuyện gì vậy? Thằng Hải và thằng Minh đã bị anh Phú trao đổi lúc còn nhỏ. Thiệt hả em? Đội sao? Tôi đang đến nè. Đợi chút đi. Tôi biết rồi. Ê, nghe chặt con gà cho tao. Mày hả? Đứng dậy, vô đây mày. Trời ơi, Hải, mày đánh tao, mày đánh mà chết rồi. Trời, chạy đi, chạy thôi. Mẹ, mẹ ơi, đừng bỏ con mẹ. Có ai không? Cứu mẹ con với. Mẹ.
Út. Sao con? Diệu Hoa sẽ không sao đúng không Út? Bác sĩ. Sao rồi bác sĩ? Bệnh nhân mất máu rất là nhiều nên chúng tôi phải truyền máu cho chị ấy. Bệnh nhân nhóm máu O, bệnh viện đang thiếu nhóm máu này. Người nhà ai nhóm máu O thì theo tôi. Tôi nhóm máu A. Con máu B. Tôi cũng máu B. Con máu O. Máu O hả? Được rồi, đi theo chú làm xét nghiệm. Dạ. Anh Tốt ở đây với thằng Hải nha. Ừ. Đi con. Đi con. Con sao vậy? Con tới cơn hả? Con tới cơn hả Hải? Đâu đi. Nè Hải à, con nghe lời cậu đi. Đi cai nghiện nghe Hải. Cậu ở đây không? Hải, con ráng lên. Đi 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 con cai nghiện nào. Nghe lời cậu đi. Bình tĩnh đi con. Buông ra. Hải à, nghe lời cậu đi. Cậu buông ra. Bình tĩnh đi con. Nè, mẹ con gì con mà cấp cứu trong kìa. Cố gắng lên đi Hải. Vô ra. Hải à, nghe lời cậu, ráng lên. Ráng lên. Con đi cai nghiện đâu. Nghe lời cậu, ráng lên. Ráng lên Hải. Cố lên, con ráng lên đi. Bác sĩ ơi, cứu người nhớ bác sĩ ơi. Bác sĩ, bác sĩ ơi. Hải, Hải à, con sao con mày? Mày không phải là con của tao. Chị Hai. Thằng Hải đâu? Mẹ, mẹ nói gì vậy? Chị Hai à, hai đứa nhỏ chưa có biết chuyện gì hết á. Là sao? Ý con Hoa đã muốn gì? Con của nó mà nó không nhận hả? Chị Hai, chuyện đó đem nói sao với Hai đi. Bữa nay thằng Minh nó nhớ Hai cho nên nó mới tới thăm Hai đó. Em không đồng ý con Hoa đúng không? Nó nham hiểm như vậy, không nói ra sự thật để thằng Hải không nhận chị hả? Chị Hai. Còn mày, mày không phải con của tao. Mày đi về đi. Chị Hai. Mẹ nói gì vậy? Mẹ của mày là con Hoa đó. Thằng Hải mới là con của tao. Đi về. Mày đi về đi. Tao đã nói rõ ràng như vậy mà mày còn không nghe nữa hả? Mày không phải là con ruột của tao. Chị Hai. Để Út nói chuyện với con sau nha. Chị Hai à, thằng Hải nó còn đang cai nghiện. Chị Hoa không muốn nó bị kích động cho nên chưa có nói sự thật cho nó biết thôi. Nó không có tốt bụng như em nghĩ đâu. Nó đang muốn trả thù chị nè. Nó không muốn cho con chị nhận chị. Em đừng có mắc mưu của nó. Chị Hai à, tới nước này rồi mà Hai còn nghĩ xấu như chị Hoa hả? Chị không có cãi nhau với em nữa. Chị muốn gặp thằng Hải chứ không phải thằng này. Chị Hai. Ủa, sao mẹ nói con không phải là con của mẹ vậy Út? Qua. Con. Bác. Chị Thảo. Con khỏe nhiều chưa con? Dạ con khỏe nhiều rồi bác. Mà sao em ở đây một mình vậy? Không ai ở đây với em hả? Anh Tố chở dì ba đi vô thăm thằng Hải. Còn chú Tư thì đi lấy thuốc cho em. Bác... Bác thiệt hối hận hết sức. Bác đã tin lầm con Bích, khiến cho gia đình bây giờ tan nát hết. Trời ơi, nó độc ác quá mà. Nó còn hại luôn thằng Hải nữa. Hoa,
Chị xin lỗi em. Đúng là ngày xưa chị trúng bùa mê thuốc lú của con Bích nên chị mới hại em như vậy. Không có em giúp, chắc bây giờ chị đã bỏ lỡ hạnh phúc với anh Bằng rồi. Em tha lỗi cho chị nha. Chuyện qua lâu rồi, em không có để bụng đâu. Bây giờ em chỉ mong anh Thành tỉnh lại, thằng Hải cai nghiện được. Ba, con chỉ có một mong ước là sau khi con xuất viện, con chỉ xin được về ở chung với ba để phụ bác chăm sóc anh Thành, thằng Hải, thằng Minh. Ba có đồng ý không? Tất nhiên là bác đồng ý rồi. Bác thì sức khỏe yếu, một mình cô Thảo làm sao quán xuyến hết chuyện nhà, rồi còn phải chăm lo cho ba cha con nó nữa. Dạ đúng đó em, chị cũng muốn em trở về mà ngại quá không dám mở lời. Giờ em chịu về chị mừng lắm. Ê trời, tôi có nhìn lộn không trời? Nắm tay nắm chân thấy thân thiết dữ ha. Tôi nhớ hồi xưa mấy người chửi nhỏ dữ lắm mà. Con xin lỗi chú, hồi xưa con hơi bậy. Bậy quá chứ hơi gì. Tại con hùa theo con Bích, chứ bây giờ hoạn nạn rồi con mới biết ai thật sự tốt với gia đình con mà chú. Tôi biết tôi sai rồi, anh bỏ qua cho tôi với con Thảo nha. Chú Tư, chú đừng có giận bác với chị Thảo nữa. Chú đâu có nhỏ mọn đâu con. Ai biết lỗi thì chú bỏ qua. Con người mà, ai không có lỗi. Dạ. Con cảm ơn chú Tư. Chú Tư ngồi đi chú Tư. Dạ anh ngồi. Nội. Con. Sao? Con đi thăm mẹ con sao rồi? Mẹ là con. Mẹ nói con phải là con của mẹ. Trời đất ơi, con nhỏ đó mới ở tù có mấy ngày mà bị điên rồi hay sao? Sao kỳ vậy? Chị Qua, em xin lỗi chị. Em không có ngờ là hai của em lại nói như vậy với thằng Minh. Nội, Úng nói là con không phải là con của mẹ. Lúc con còn nhỏ, anh hai với con đã bị tráo đổi. Trời ơi. Trời ơi. Dì, con là con của dì đúng không dì? Ơi Minh, con thực sự là con của mẹ. Con có chịu nhận lại mẹ không? Mẹ là mẹ của con mà mẹ. Nó là con của Hoa. Chuyện là sao? Mà chuyện là sao vậy Dân? Chuyện là sao vậy hả con? Hả? Dạ. Là sao? Dạ, lúc mà thằng Minh với thằng Hải mới sinh còn nằm ở trong lồng kính, anh Phú đã trao đổi hai đứa nó để trả thù chị hai con. Trời đất ơi, hèn chi tôi cứ thấy thằng Minh nó giống y hệt anh Hai Nghĩa. Mà ở đâu người đều đọc ái nó phải mẹ con. Cũng còn là con của mẹ. Hải, tuy mẹ không sinh ra con, nhưng mà trong lòng của mẹ, con với thằng Minh đều là con của mẹ hết. Mẹ sẽ mãi ở bên con. Mẹ. Con đừng suy nghĩ nhiều nữa. Bây giờ con phải ráng cai nghiện biết chưa? Dạ. Phải đó Hai à. Mẹ con thương con nhiều lắm. Con đừng có phụ lòng mẹ con nghe. Hải nè, con phải ráng cai nghiện để còn trở về với mẹ, với Út. Con còn phải đi học nữa. Con còn đi học được nữa hả? Con sợ mọi người sẽ xa lánh con. Sao lại không được? Con dấp ngã ở chỗ nào thì con phải đứng lên ở chỗ đó. Dù cho ai có xa lánh con
thì vẫn còn có mẹ, có dì Út và chú Tốt nữa mà, luôn ở bên con, ủng hộ con. Cố lên nha con. Dạ, con sẽ cố gắng. Mẹ cũng sẽ cố gắng. Mình sẽ bắt đầu một chặng đường mới nha. Cố lên nha con. Dạ. Đêm đến liếm trẻ thơ, đôi mắt nàng lén lén giọt sầu. Sương như giãn lụa buồn, đưa tiễn người xa chốn xa xôi. Người ơi, người đến làm chi khi biết rằng đò phơ xa bên. Người đến làm chi cho trăng tàn nguyệt tận, để hận sầu vương mang trong đời. Chi giờ chỉ làm thêm đơn đau. Người hãy về đi, lời nói biệt ly đưa chút hương xưa bay đi. Nhớ những ngày bên nhau, con đường làng trải dập dềnh sóng biếc mênh mông, trao con đò mang nặng yêu thương. Thằng Hải nó sao rồi em? Nó cai nghiện thành công rồi chị. Tuần sau nó được ra trại rồi. Vậy hả? Nó có nói gì chị không? Em có kể cho nó nghe về chị không? Em và mọi người đều khuyên nhủ, nhưng mà thằng Hải nó không thể nào tha thứ cho chị được. Nó nói nó chỉ có một người mẹ là chị Hoa mà thôi. Nó cũng không muốn gặp lại chị. Tại sao? Tại sao ông trời lại trừng phạt chị như vậy? Sao giờ này mà tụi nó còn chưa về nữa hả chị? Chị đừng có sốt ruột quá. Chắc tụi nó sắp về tới nơi rồi đó. Cũng nhờ công của con Hoa hết, nó an ủi động viên thằng Hải, cho nên thằng Hải nó mới cai nghiện thành công. Con Hoa mới là xứng đáng là mẹ của hai đứa cháu tôi. Chị biết như vậy, sao chị không cho con Hoa kêu chị bằng má? Bộ chị tưởng tôi không muốn nhận nó làm con dâu sao? Nhưng tôi chỉ sợ làm nó khổ. Thằng Thành biết bao giờ nó mới tỉnh lại, lỡ dở cả một đời con Hoa. Vậy mà tôi cứ nghĩ xấu chị. Tôi nghĩ chị giống như ngày xưa. Nhà tôi nợ con Hoa nhiều lắm rồi. Tôi không muốn làm nó khổ thêm. Nè, tôi thấy cậu Tốt rất là thương quý nó. Hay là chị động viên nó tới với cậu đó đi. Trời, tôi cũng muốn lắm đó chứ. Mà con Hoa nó đâu có chịu. Nó chỉ thương có mỗi một mình thằng Thành nhà chị thôi hà.
Bây giờ tôi chỉ mong cho thằng Thành nó tỉnh lại. Vậy thì con Hoa nó mới được hạnh phúc trọn vẹn, phải không chị? Đúng vậy. Ở trời đất ơi, tụi nó về rồi kìa. Bà nội ơi, anh hai về rồi nè. Nội con. Con ơi, cuối cùng thì nội cũng đợi được con về rồi. Con. Ba ơi, má, má, má cảm ơn con. Nhờ có con mà thằng Hải nó mà được như ngày hôm nay. Con mới là cái người thương yêu và đem lại cái bình yên cho gia đình này. Má cảm ơn con. Chị, bây giờ nè, dạ, con á phải ráng đi học trở lại, không có phụ lòng mẹ con, nghe chưa? Dạ, con biết rồi nội. Ba, cha mày tưởng mày chỉ biết có bà nội mày thôi chứ? Có đâu, con thương bà ba với bà nội như nhau mà. Cái thằng nó được cái dẻo miệng. Dạ thưa bạn. Chị hai, chào mọi người. Anh dạ thưa chị. Ủa? Cô hai, chú bạn. Hí lộn con quên. Rồi hả? Dạ. Nè, ra rồi, ráng á. Không có nghiện lại nghe chưa? Ôi trời ơi, con nhỏ này miệng mờ mang nói tầm bậy tầm bạ không à. Má, tánh con có sao nó vậy thôi, con chỉ lo cho nó thôi á. Dạ, con sẽ không nghiện ma túy nữa đâu. Con sẽ bắt đầu lại từ đầu. Dạ, không để cho mẹ con với nội buồn nữa. Con biết nghĩ vậy là tốt rồi. Dạ. Bà nội có nấu một bàn tiệc mừng con về. Coi như là dì Bảy ở trong nấu những món mà con thích không á nha. Dạ. Thôi xin mời chị, mời cả nhà. Dạ, chào mọi người. Chào mọi người, nãy đông vui dữ. Tấm thân vàng ngọc, chào đại gia đình. Chú, con. Tiến sĩ. Ủa Hải, con mới về hả con? Dạ. Bữa nay cai nghiện về đẹp trai dữ bay. Dạ. Con có cần kêu chú là cậu không chú Bằng không? Ê, trời đất ơi, cái thằng này khéo dữ mày. Chú chịu như vậy đó. Được. Anh Quý này, đau em cứ đánh anh hoài. Vui thôi mà. Chú Quý với Út đâu có gì đâu con. Vậy mà con cứ tưởng hai người. Tại vì xe của Út hư, cho nên chú Quý cho Út đi quá giang thôi. Bây giờ xe của Út mà bị hư cả đời, tôi cũng tình nguyện làm sao ôm luôn đó. Anh nói cái vậy? Sao cứ đánh tôi hoài vậy? Trời ơi, nó tình nguyện thì chấp nhận đi. Lớn rồi chứ còn nhỏ đâu mà kén quá là ế đó. Cái con này, cái miệng con nhỏ này cũng hên là thằng Bằng nó hốt bay á. Chứ thôi là ế suốt đời. Má, la con hoài à. Tính vợ con là vậy á, thiệt tình lắm. Nghĩ sao nói vậy rồi má ơi. Anh vợ bên vợ dữ ha. Vợ anh phải bên chứ. Thôi bây giờ xin mời cả nhà. Dạ. Xuống dùng bữa tiệc chung vui với gia đình nha. Dạ. Xí dạ. Xí 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 xí. Hả? Con có được nhập tiệc ké không? Có. Con ké chút xíu ở dưới bếp được không? Không sao không sao, ở đâu cũng được hết á. Nhập tiệc là vui rồi. Dạ. Quý nè. Dạ. Sao con? Em á là sẽ ôm tình nguyện của dân, cho nên á tất nhiên là phải có phần rồi. Chị lý quá chị. Rồi đi 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 đi, mình đi vô. Xin mời mọi người. Thôi em vô trước nha. Alo. Cô hẹn với họ 2 giờ chiều đi. Tại vì sáng mai tôi mới về tới Sài Gòn. Vậy đi. Tôi biết rồi. Cứ hẹn như vậy đi. Nghe,
Trời ơi, anh yêu em nhiều lắm mà. Thiệt? Cái gì, con Dân hả? Con Dân là anh chơi qua đường thôi. Chắc chắn anh sẽ về bên em mà. Ừ, nha, đợi anh. Tí nữa, anh qua em liền. Ừ, đợi anh đó. Biết không, hai đứa con của mình đã vô năm học mới rồi. Thằng Minh học lớp 11, còn thằng Hải thì bắt đầu học lại lớp 10. Hai anh em nó rất là thân thiết. Thằng Hải còn chỉ cho thằng Minh cách học bài dễ nhớ, cho nên bây giờ thằng Minh nó tiến bộ lắm. Người ơi, người đến làm chi khi biết rằng đò phương xa bên. Người đến làm chi cho trăng tàn nguyệt tận, để hận sầu phương mang trong đời. Chi giờ chỉ làm thêm đơn đau. Bây giờ nó đã mang thai rồi. Anh Tốt hạnh phúc lắm. Nhưng người mừng nhất là chú Tư Trê, bởi vì chú sắp lên chức ông rồi. Nhớ những ngày bên nhau, con đường làng trải nắng hoàng anh, dập dềnh sóng biếc mênh mông, trao con đò mang nàng. Anh chị hai thì đang đưa má đi viếng chùa để cầu phúc cho anh đó. Người đợi mong anh tỉnh lại. Anh đừng có ngủ nữa có được không? Anh nói sẽ cùng em chăm sóc các con mà. Anh đừng để em đợi nữa, nếu không em sẽ giận đó. Em sẽ buông tay, không thèm nắm tay anh nữa. Như sái lụa buồn, đưa tiễn người xa chốn xa xôi. Người ơi, người đến làm chi khi biết rằng đò phương xa bên. Người đến làm chi anh Thành, cho trăng tàn nguyệt tận, để hận sâu em đã hứa là không buông tay anh nữa nha. Người hãy về đi, còn nói làm chi, giờ chỉ làm thêm đơn đau. Người hãy về đi, lời nói